Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng luôn luôn mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình nghệ sĩ. Ca sĩ Tim, từ một ca sĩ nổi tiếng, hôn nhân hạnh phúc đến sự nghiệp mờ nhạt, hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 32. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, giọng hát ngọt ngào, Tim Trần Nguyên Cát Vũ từng là chàng trai trong mộng của nhiều fan nữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh ngày càng xuống dốc với đời tư vướng nhiều tai tiếng. Sinh năm 1987, Tim có niềm đam mê với âm nhạc từ bé, nhưng không nhận được sự ủng hộ về phía gia đình. Tim chấp nhận làm người hát lót 4 năm để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của bản thân. May mắn chỉ mỉm cười với chàng trai Hà Thành khi anh gia nhập công ty Thiên Thị. Tại đây, anh được đào tạo thanh nhạc và vũ đạo để trở thành một ca sĩ thần tượng. Tim và Minh Hằng là cặp đôi được khán giả yêu thích qua ca khúc hit Một Vòng Trái Đất. Năm 2008 là giai đoạn thăng hoa của Tim. Dưới trướng Thiên Thi và ông bầu Nhất Trung, nam ca sĩ lấy được tình cảm từ người hâm mộ nhờ vẻ đẹp trai, nam tính và giọng hát ngọt ngào. Các ca khúc như Trong Chóng Tình Yêu, Hoàng Tử và Công Chúa từng vang lên ở khắp mọi ngõ ngách, tiệm cà phê. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tim đột ngột rời công ty Thiên Thi trong nhiều lùm xùm và ồn ào. Phía Thiên Thi cho biết quyết định ra đi bất ngờ của Tim khiến họ phải chịu thiệt hại hơn 10 tỷ đồng và đâm đơn kiện ca sĩ ra tòa. Ngược lại, Tim cho rằng công ty cũ đã chơi xấu, bôi nhọ thanh danh của anh. Nam ca sĩ cũng mất nhiều vai diễn, show ca nhạc sau vụ việc. Những năm gần đây, Tim hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực, như sản xuất phim, diễn viên, giám khảo, MC, tham gia game show. Người ta dần quên Tim trong vai trò ca sĩ, bởi những sản phẩm mạnh mang lại chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt và thuyết phục được số đông khán giả hâm mộ. Giữa một rừng ca sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mới mẻ, hiện tại, Tim càng ngày càng lạc lõng. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được lối đi phù hợp cho bản thân trên con đường âm nhạc. Sau khi rời công ty Thiên Thi, Tim và Minh Hằng không còn đứng chung trên sân khấu. Ngoài đời, cả hai cũng không thân thiết như trước đây. Tuy nhiên, trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí, nam ca sĩ thường xuyên nhắc người cũ và gọi cô là tri âm tri kỷ. Khán giả từng choáng váng khi tiết lộ chuyện Tim vượt rào với Minh Hằng trong dịp sinh nhật lần thứ 17 của cô. Tim hỏi sinh nhật thích gì nhất, Hằng nói thích được đi Đà Lạt. Ngay tối hôm đó, cả hai lên xe mà không chuẩn bị gì. Thậm chí hai gia đình chúng tôi không hề biết. Vì vậy, Tim cho rằng đó là một kỷ niệm vượt ranh giới không thể nào quên được, nam ca sĩ kể lại. Hành động của Tim nhận được chỉ trích dữ dội từ công chúng. Nhiều khán giả tuyên bố cạch mặt của nam ca sĩ. Về phía Minh Hằng, ca sĩ phủ nhận toàn bộ thông tin trên và khẳng định Tim cố tình khơi lại câu chuyện xưa để chơi xấu cô và Biri thêm tên tuổi. Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Tim phải gửi lời xin lỗi đến Minh Hằng vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ scandal này khiến quan hệ cả hai rơi vào bế tắc không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài. Khi Tim và Quỳnh Anh quyết định về chung một nhà sau màn cầu hôn lãng mạn, nhiều khán giả hy vọng nam ca sĩ sẽ thay đổi tính nết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chung sống, hai vợ chồng anh thường xuyên xảy ra tranh cãi khắc khẩu, Tim nhiều lần khiến nữ ca sĩ phải buồn phiền mệt mỏi. Có thời điểm Trương Quỳnh Anh phải ôm con bỏ đi khỏi nhà, Tim từng vướng ồn ào gây hấn với nam diễn viên Bình Minh ngay trên thảm đỏ vì ghen tuông. Đến năm 2017, tòa án xác nhận hai người hoàn tất thủ tục ly hôn. Trương Quỳnh Anh cũng đăng dòng trạng thái chính thức ly hôn trên trang cá nhân. Hậu chia tay, cặp đôi vẫn sống chung nhà và cùng chăm sóc con cái. Tim thừa nhận vẫn còn yêu thương vợ cũ và khẳng định tờ giấy ly hôn chỉ là thủ tục để thỏa mãn gia đình Quỳnh Anh. Mọi người cứ nghĩ chúng tôi căng thẳng sau ly hôn, thực tế chúng tôi vẫn đi với nhau như ngày xưa, thậm chí chúng tôi còn dành tình cảm cho nhau nhiều hơn trước. Nếu trước đây đi ra ngoài đường chúng tôi không nắm tay, thì bây giờ thỉnh thoảng vẫn nắm tay, anh nói. Hai năm sau đổ vỡ hôn nhân, Tim vướng tin đồn hẹn hò với Đàm Phương Linh, người yêu cũ của Caris. Tuy nhiên hai người đều từ chối trả lời về mối quan hệ hiện tại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới mỗi ngày.